Sót lại em xin vừa có bao nhiêu bit rồi. Ba nghìn video ngắn, ba nghìn video ngắn, cứ quay quay lên đấy, nó bắt lên đấy đó. Quay xong rồi nó tự lại, cứ ném lên đấy, nó tự lại được. Tự lại được rồi, anh ném cho nó cút đi. Ừ, có 2 nghìn, 25 nghìn, thế thì 3 bit, đầu thả 25 nghìn, 3 bit, 3 bit là bao nhiêu một tiếng ạ? 21 đến 25 phút là đi 40-50 phút thì nó cũng gần bằng nhau. Thì nó cũng bằng nhau đấy. Được. Em cũng phải thì nó mai nó sẽ bấm tiền kênh hơn 100k sắp, mai nó sẽ bấm bật cái tiền, nó mà bật lên phát thì quách luôn xong đưa về kênh nữa, thì hôm nay mình tạm thời là làm khoảng 3.000 video ngắn. Nó bảo kênh to thì nó đang thì bọn này chưa kênh tích mà, xong rồi nó bơm tích vào mà. Đấy, nó cái này nó bơm đủ 100.000 sắp xong giờ nó mới bật kiếm tiền. Kênh này gọi được 40 bit rồi, 40 bit 40 bit
trên kênh nó từ đó. Em lấy sổ sách làm cho nó đàng hoàng. Sự chuyên nghiệp đâu được, bao năm đi học cứ ngồi tính mồm mẹ. Quen rồi. Nó không đủ sổ sách cơ mẹ hết. Vào gửi đi bây giờ vào mạng này. Mày chưa sắp phải đâu. Mình được 30 nữa. Như video
mình xem lại có vấn đề bao nhiêu. Chưa kênh. Kênh là 40 này. Còn là 20 bao nhiêu này. 21. Thôi coi còn chỗ quá rồi. 24. Song sáu 200 bit ngày nay ngày mai làm đó đủ bốn gần đủ được ok rồi sao ạ từ 400 mình lấy tiền chốt để xem chuyển đến viên nhá thì ngày nay mình cố gắng lai được khoảng hôm nay sẽ mai là khoảng 40 hôm nay khoảng 30 cộng 70 tháng 2 tháng 25 sẽ là mai sẽ là hôm nay 60 sẽ là 125 25 rất là đủ mẹ nó 200 video rồi thông thường khoảng 30 ít ok rồi nghe đơn giản lắm bài toán đã được giải không có gì khó khăn cả bây giờ bán nhiều rồi nhưng mà không thể trông chờ vào bộ này được đi mà tính cua trong lỗ nó lại bận một cái hay là đi cua chuyện gì đấy nữa đi đéo mà xoay được chịu mình nói chung là vì cái này nó đéo chạy được nó đéo như số báo lão được nhưng tao lại đéo chạy được mình thả ra mình chạy nó chạy được cảm giác nó dựng nó sướng giờ kia cứ nôi giật xong nó mất một đoạn đéo biết cái đoạn nào may mà nó quay tự động nó còn nét ấy. Nhìn khung hình nó đang thiếu này kéo nó thêm tí bật Rossi tự xem một tí đấy, xem kiểu này nó đỡ tức đấy, thậm chí mình tua nhanh thì vẫn xem được nó đỡ khó chịu xem nó kiểu lồn như đấy một đêm nó quay với Brazil là thừa sức nhiều mà nó dựng kiểu này nó cảm giác nó sướng nhiều đoạn nào thích thì bỏ không thích thì thôi cái kia nó cứ giật đi. Mẹ điên hết cả người nhiều lúc muốn xem lại cái đoạn đấy đéo xem được dựng kia này thoải mái lắm mà 4K nặng lắm trông thấy con 3080 Ti nhá i7 ừ đó chính chưa ra 12 nó i7 11 thì sao ấy bên anh Huy mà dựng 4K nó còn giật
Và 4K đúng không? 4K thằng mẹ thì nó sẽ nặng hơn thằng gâu này. Thằng gâu này thì nó ảo hơn. Nhưng mà mẹ còn giật há mồm ra. Coi cái đéo thì chả chậm thầm rồi. Khó chịu đi cơ. Kiểu đi. Và nó không chịu nhé, mình xem nó không chịu. Hay là bên ngoài này vướng cái gì thì nó quay được à? Vậy. Tôi chưa đéo hiểu chưa đéo. Tính 1, 2, 7 phút rồi.